Em sao? Có trả lời liền không? Dạ có chứ, tại vì em gọi là ế lâu năm rồi. Mà đó có một ấn tượng rất là đặc biệt mà em không thể nào em quên được. Là gì? Là khi mà lên em đưa nước cam thì cô ấy đang làm việc khum khum ở dưới. Xong lên cái thấy em nó hết hồn. Mà cái giọng không phải là nó bình thường, mà giọng lúc đó đang bị khàn nữa. Hết hồn à. Cái giọng mình ấn tượng tới bây giờ luôn. Nhưng mà do chủ quan là lúc đó hai đứa đều về quê hết. Cái lại để xe, để vàng vòng, để tiền, để laptop, tất cả tài sản đều để trong phòng trọ hết. Chiều nay đi là sáng chứ mai là đã về lại rồi, cho nên chắc cũng không sao đâu, một đêm thôi. Ai về qua đêm sau, bạn gọi điện kêu nhà cửa tanh bành hết rồi. Em về em thấy trống lóc hết trơn luôn. Nhưng mà chắc có lẽ là do em phản ứng chậm á, em vẫn còn cười rất là tươi. Em cười tươi đến nỗi mà khoảng 2-3 ngày sau em mới ôm mặt em khóc quá trời khóc luôn. Tại vì mất trắng hết trơn. Dạ đúng rồi. Dạ xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào quý khán giả xem đài. Em tên là Ngô Vũ Trường và em năm nay 32 tuổi và đang làm việc và sống tại Bình Dương. Rồi rồi em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Tuấn. Dạ, em tên là Thu Vân, em cũng đang sinh sống ở Bình Dương. Em năm nay 28 tuổi. Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè? Rồi có ấn tượng gì về nhau không nè? Quen nhau là tự em tìm hiểu. Lúc đó thì chia tay bạn gái cũ thì nó cũng qua rồi thì cũng đang buồn. Nên cũng tìm bạn bè trên Facebook. Thì vô tình trong nhóm bạn của một người bạn, em thấy hình avatar thì thấy mụn miệng cũng dễ thương. Đó, thì mình cũng tìm hiểu, mình nhắn tin, mình hỏi thăm. Tự động nhảy vô coi như là chào người ta rồi làm quen với người ta luôn. Không, trước khi làm quen thì em cũng phải thăm dò qua người bạn đó. Thì hỏi người đó như thế nào, ở đâu. Rồi xong em bắt chuyện làm quen. Rồi em sao? Có trả lời liền không? Dạ có chứ, tại vì em gọi là ế lâu năm rồi. Xong rồi cái cũng thấy tin nhắn thì em cũng có đi vô trong trang cá nhân rồi em cũng phải tìm hiểu lịch sử anh này coi rõ ràng hay không. Thì em thấy ảnh cũng có nghề nghiệp ổn định, tướng tá cũng ok. Em bắt đầu cũng muốn tạo cho mình một cơ hội nên em cũng có trả lời. Chắc qua lại với nhau. Dạ đúng rồi ạ. Rồi bao lâu thì tụi em gặp nhau ngoài đời? Chắc thì khoảng 2-3 tuần gì đó. Thì em nói là mình phải xin để mình cơ hội mình gặp ở ngoài chứ mình không thể chắc như vậy mà được. Nhiều lúc xin thì nhiều khi cô ấy cũng không có chịu. Sau đó em thấy là lúc đó cô ấy đăng lên là bị cảm. Thì em nói là cái cơ hội tới rồi, mình phải tận dụng thôi. Phải ra chiến thuật liền. Thì lúc đó em mới ra ngoài em cảm thì mình phải dùng cam để vitamin C mình bổ sung vô cho nó hết. Xong rồi em mua nước cam lên, gặp bạn ấy ở trên ngay chỗ làm việc, em đưa cho nước cam, nói à cho ly nước cam này, rồi xong em đi về. Nhưng mà đó có một ấn tượng rất là đặc biệt mà em không thể nào em quên được. Là gì? Là khi mà lên em đưa nước cam thì cô ấy đang làm việc khum khum ở dưới. Xong lên cái thấy em nó hết hồn, mà cái giọng không phải là nó bình thường, mà giọng lúc nó đang bị khàn nữa. Hết hồn à. Cái lời mình ấn tượng tới bây giờ luôn. Tưởng là anh nào. Hết hồn tưởng là anh nào. Lần đầu tiên mặt đối mặt với nhau thì em thấy anh như thế nào? Cái này em mới tức là em chưa kịp nhìn mặt luôn. Ủa sao vậy? Thì em vừa quay qua cái ảnh đưa em đi nước cam xong cái ảnh chạy đi chạy mất tiêu. Nghe em chưa? Hết hồn à. Vậy chắc là phải chạy đi ra ngoài cái chấn áp tinh thần ảnh lại á. Em chưa kịp nhìn mặt luôn. Trời ơi. Em có uống ly nước cam đó không? Dạ có chứ. Trời ơi, như chị thì chị không dám uống luôn á. Ghen quá luôn á. Uống hết ly nước cam thấy nước cam ngon không? Bữa sau đòi ly nữa mà không cho. Thế hả? Có nghĩa là đó là lần gặp mặt đầu tiên ngoài đời đúng không? Rồi dạ. Sau đó thì là bao lâu thì hẹn hò nhau đi chơi? Nghĩa là gặp nhau lâu hơn đó. Khoảng một tháng sau á thì ảnh có hẹn em đi ra ngoài. Hẹn lần đầu tiên thì cái bữa đó là em sắp tới giờ về rồi, tại vì công việc của em á là từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối bắt đầu em đóng cửa em đi về rồi. Thì em nhận được tin nhắn của anh đó tới, anh hẹn em đi chơi. Cái em thoáng nghĩ là một tháng trước là có một chú kia, nhưng chú ra chú kêu em là con chưa có bồ phải không, cuối tháng này con sẽ có. Trời ơi, cái gì em nghĩ quá. Chắc là cái duyên rồi. Dạ cho nên ngay ngày 30 tháng 11 luôn, ngay cuối tháng 11 luôn. Đúng tối rồi, đó 9-10 giờ là anh nhắn tin anh hẹn hò em đen. Rồi xong rồi có đi không? Đồng ý đi. Đi đâu? Cái duyên mình tới rồi. Đi đâu? Dạ chỉ là ra công viên đi dạo rồi đi ra công viên thôi. Bắt đầu nói chuyện riêng rồi, bắt đầu tiếp cận thấy mặt mũi nhau rồi. Bao nhiêu lâu thì anh này anh quyết định cầu hôn với em sau cái tụi em quen nhau á? Không hề cầu hôn chị. Ủa vì sao mà lạ lùng sủng vậy? Dạ tại vì khi mà quen nhau một thời gian thì em cũng thấy cũng có thể gắn kết với nhau, cho nên quyết định là 2 năm sau tụi em sống thử. Sống thử bao lâu thì mới làm đám cưới? Dạ, sống thử thì khoảng 4 năm. Trong cái khoảng 4 năm đó là hai bạn có đồng cảm với nhau? Dạ. Và hiểu nhau nhiều hơn hay là có những cái biến cố gì xảy ra? Đúng đó. Là cũng có, nhắc tới thì cũng hơi tiếc. Tại vì
Lúc đó tụi em cũng chuẩn bị là làm đám cưới rồi, thì cũng xác định đám cưới thì mình cũng mua vàng vòng đồ này nọ rồi. Nhưng mà do chủ quan là lúc đó hai đứa đều về quê hết, cái lại để xe, để vàng vòng, để tiền, để laptop, tất cả tài sản đều để trong phòng trọ hết. Chiều nay đi là sáng chưa mai là đã về lại rồi, cho nên chắc cũng không sao đâu, một đêm thôi. Ai về qua đêm sau, bạn gọi điện kêu nhà cửa tanh bành hết rồi. Em về em thấy trống lóc hết trơn luôn. Nhưng mà chắc có lẽ là do em phản ứng chậm á, em vẫn còn cười rất là tươi. Em cười tươi đến nỗi mà khoảng 2-3 ngày sau em mới ôm mặt em khóc quá trời khóc luôn. Tại vì mất trắng hết trơn. Dạ đúng rồi. Lúc đó thì em sao Trường? Thôi mình cũng an ủi vợ, rồi mình nói thôi để mình xây dựng lại từ đầu. Chắc có lẽ vì vậy mà tụi em phải 4 năm tụi mới cưới đúng không? Được. Tức là phải chậm lại đúng cái không? Cái chuyện mất theo lẽ như là bữa đó là cưới. Không bị mất là coi như cưới liền được rồi. Dạ. Bây giờ mất xong giờ phải chắc phải làm ăn thời gian nữa mới có dạ, số vốn cưới chứ đúng không? Một năm sau rồi chị. Nay là cưới được mấy năm rồi ta? Cưới được 1 năm 4 tháng. Một năm 4 tháng. Dạ. Có em bé chưa nè? Dạ em đã có em bé được 7 tháng rồi ạ. Chúc mừng hai em. Dạ. Cảm ơn anh chị. Rồi sau khi đám cưới rồi bây giờ có cái chuyện gì nó xảy ra nữa không? Ừ. Có cái biến cố gì nó xảy ra nữa không? Biến cố thì khi mà em biết có bầu thì khoảng lúc đó được 4 tháng. Thì chồng em đột nhiên phát bệnh, phát một cái con bệnh này gọi là bệnh vẩy nến. Cho nên nó đã càn quét tất cả tài sản tiếp theo. Dạ, tại vì cái căn bệnh nó rất là khó khăn là do là ngày nào cái vảy ở trên người á, nó cũng rớt xuống như vảy cá vậy đó. Ngày nào mình cũng phải quét bằng cái ghi rác luôn. Dạ, em thì cái bầu càng ngày càng lớn, mà mỗi lần tắm cho anh là phải tắm 2 tiếng đồng hồ. Xức thuốc cũng phải 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ nữa. Mà công việc em thì 9 giờ đêm em mới về. Sau đó có đi chữa trị tùm lum hết mà nó không có hết. Bây giờ thì cái bệnh gì cũng sẽ sống như mình suốt vậy đó chị. Nhưng mà bây anh giờ chị, mà chị nó đỡ là... chưa? Chị dạ chị... nó đỡ rồi chị. Nó chỉ còn một số chỗ thôi. Với lại may mắn hơn một cái là gần tới ngày em sinh á, thì còn khoảng 1-2 tháng á, thì anh hết bệnh. Cho nên em chứ nó không vác bụng bầu đi tắm cho nó là em không biết tắm sao luôn. Cái đó là đêm nào em cũng khóc á, tại vì có bầu mà em cũng ráng kìm lắm nhưng mà không thể nào được, tại vì ngày nào mình cũng tắm cho nó mình cũng đã thấy những cảm đau đớn đó. Ừ, xót dạ. Xa cái cảm xúc của em thời điểm đó, em thấy vợ em mà như vậy đó, vừa mang thai vừa lo cho mình, cái cảm xúc của em lúc đó là sao? Thì lúc đó em rất là cảm động và thấy thương vợ mình. Cái bệnh này thì nó cảm giác mình nó gây cho cái bản thân mình nó rất là stress và ức chế bản thân. Mình phải có động lực và có cái người kế bên mình kế bên để cùng mình nhau vượt qua, an ủi vâng. Mình may mắn cho em mà có vợ. Rồi tôi bây giờ là mình qua chuyện vui. Tôi nói chuyện vui đi. Chuyện vui đi, chuyện không nói cái chuyện buồn. Đại hội vạch mặt đi. Bây giờ. Em chờ mong cái này lâu lắm rồi. Chắc là rồi vậy là nhiều nhân tham gia chương trình này là chờ đến cái giây phút này đúng không? Dạ đúng dễ rồi. Sợ. Dạ em. Nói ra cái này thì xấu hổ cho chồng quá. Nhưng mà đã vạch mặt mà. Thì phải xấu hổ chứ. Tối nào em ngủ, em cũng phải thay mấy cái áo luôn. Là sao? Anh chị biết sao không? Ông khoái ôm em. Mà ôm xong rồi cái ngủ á chảy vậy nè. Dạ. Ông muốn để lại một hương vị nồng nàn. Còn tiếp. Cái vấn đề cái là em bực, cái này là bên bực. Ảnh cứ cái căn bệnh của ảnh là căn bệnh không thể nào thức khuya được. Tại vì thức khuya hoặc là stress hoặc là không tập thể dục thì cái căn bệnh nó sẽ tái phát lên. Dạ. Nên còn một cuộc sống lành mạnh mà tối nào cũng 1 giờ mới ngủ, 2-3 giờ mới ngủ. Hỏi ra thì cứ làm việc. Thì đúng là ảnh cũng làm việc nhưng mà thời gian làm việc cái anh sẽ trích thời gian bấm cạch bấm chơi game đó anh chị, cạch ồn em ngủ không được. Em nói ngoài mà ảnh cứ thức khuya ngoài, cái này là tật xấu. Rồi lại cứ bấm điện thoại, đi vô toilet chút xíu hoặc là tắm cũng cầm điện thoại, ăn cơm cũng cầm điện thoại. Em nói bao nhiêu lần em kêu anh ơi thời gian mình đã không có với nhau rồi, thì lúc mà ăn cơm anh để cái điện thoại xuống đi, hai vợ chồng ăn cơm cùng đàm thoại nói chuyện với nhau, cái vừa nói xong thả xuống 5 giây sau cầm lên coi tiếp. Nghiện đó. Dạ nghiện lắm. Nhưng mà thức khuya mà có tắm đêm luôn. Dạ có chứ. Về nhà ví dụ như về nhà cho dù 7 giờ hay là 9 giờ đi chăng nữa thì cũng 10 giờ mới tắm. Còn gì nữa không? Có mê gì không? Ngoài mê game còn mê gì nữa không? Ảnh thì rất là mê mô tô nhưng mà em rất là chiều chồng. Khi mà cưới nhau về xong tiền cưới em đưa ảnh hết để ảnh đi mua mô tô. Trời ơi, cưng ghê không? Em nhiều khi em thấy em là người vợ lý tưởng lắm. Quá lý tưởng luôn đó. Vậy là chắc không cần phải kể tật xấu của cô vợ đâu. Làm gì có tật xấu nè? Có chị. Có. Để em kể chứ. Nãy giờ anh nè nén một. Cái tật xấu của vợ em á là rất là tiết kiệm. Thì đã ở sống thử với nhau á là tính tiết kiệm nó đã lộ ra rồi. Thì... nhưng mà nè tiết kiệm là tính tốt nha chứ không phải tính xấu nha, nó phải chỉ nó phải khi nào bò, mà... nó phải kim bo
đó, mà gọi là gì trùm sò đó thì mới là xấu nha. Đó, những lúc mà giận nhau á hay mà không nói chuyện với em, nên em cũng phải tìm cách gì đó để dỗ dành. Đó, xong mình cũng mua đồ ăn về, mình nói à em ơi anh cứ mua đồ ăn để đây nè, cũng nghe cái món của chị thích, không mình để đó, mà giận không thèm nói chuyện luôn, không có muốn ăn uống gì hết, giận ngủ thì thôi mình dỗ hoài cũng không ngủ, thôi mình cũng nằm kế bên mình ngủ. Mà cuối cùng xong cái khuya mình giật mình dậy mình không thấy đâu, thấy chị lồm cồm ngồi dậy bật đèn lên ăn. Chị sao ăn khuya vậy? Nói là ăn chứ để nó hư uổng đúng không? Uổng không, cái này là chưa phải tật xấu, cái này là tiết kiệm là đúng này, nhưng mà tiết kiệm là tốt. Còn cái gì là tính tốt? Sau khi sanh thì tính tình sẽ thay đổi. Thì mình cũng có tìm hiểu là à phụ nữ hay thay đổi, mình cũng hay qua mình chọc mình giỡn, nhưng mà chỉ khi mà chọc giỡn là chỉ giật mình giật chỏ rồi nào là cọc này kia, nó rất là lại quạo dễ đó. Vậy đó hả, bản năng tự vệ đó đúng không? Dạ, tại vì khi mà đang cho con ti á, đang cho con ti, dạ đúng rồi, mà cứ nhào nhào vô em rất là bực à. Nhây, dạ đúng rồi, dạ rất là nhây, cho nên là bị giật chỏ với lại dành của đứa nhỏ. Trời ơi, anh chị biết em cũng bị phản ứng chậm nữa mà. Cho nên khi mà em đang nằm cho con ti thì em lại nhớ đến những cái gì ảnh làm cho em bực bội. Cái bắt đầu ảnh em nhìn thấy cái mặt là em không ưa nổi nữa rồi, nên sấn tới cái là em xô ra liền. Em bị phản ứng chậm lắm. Thành ra là nó cũng có lý do của nó. Có bao giờ mà bà tiết kiệm 1.000 đồng hay là 2.000 đồng hay là 500 đồng không? Có chứ anh. Ví dụ như kêu em đi mua sữa cho bé, phải dặn là tới cái điểm A đó mua. Thì em cũng chạy tới điểm A, nhưng mà điểm A nó hết sữa rồi, mà cũng nói giá cho em luôn. Xong rồi hết sữa nên em cũng phải tự tìm chỗ khác. Tìm chỗ khác thì mới biết ra là nó chỉ trên lời có 1.000 thôi. Mà nó cách khoảng mấy cây số á. Vậy phải bắt buộc em phải chạy tới đó. Tiền xăng chạy là... Rồi mới nói là thôi tiền xăng nó còn hơn cái tiền em tiết kiệm nữa. Giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ em thì rất là chăm sóc kỹ cho em, tốt. Và tính tình thì nó cũng kỹ lưỡng. Nói chung là cũng hay tính cẩn thận thôi. Chứ em thấy gì đó chuyện là kể vui ra thôi. Kể cho vui thôi chứ còn những cái tính nó quá đáng yêu. Cái mặt vợ em phúc hậu lắm á. Rồi, em có mong muốn anh thay đổi điều gì không? Dạ thì chồng em thì em cảm thấy ảnh quá hoàn hảo rồi. Vậy luôn hả? Chỉ có cái vấn đề, mấy cái vấn đề nhỏ nhặt là tắm hoặc là đừng tắm đêm, tiếp xúc điện thoại nè, đừng tắm đêm. Với lại chăm sóc cái sức khỏe của mình nhiều hơn một chút đó. Là chỉ có cái đó thôi ạ. Rồi thôi, cái cặp này hạnh phúc quá rồi, tôi không cần phải chúc luôn á, thật sự luôn á. Em xin một chút xíu vấn đề rồi, nữa. Được. Trước khi cưới thì em có hứa vợ là có một màn cầu hôn, nhưng mà do tính em cầu toàn quá nên cái dịp đó em không thể xây dựng được một cái kế hoạch hoàn hảo cho cầu hôn đó. Thì sẵn đây em mượn cái chương trình thì em xin làm cái lại đó. Để trời ơi, hay quá. Trời ơi. Em thì xin cảm ơn em đã đến bên anh, vượt với anh qua nhiều cái khó khăn. Anh biết là tới lúc này vẫn chưa hết cái khó khăn, nhưng mà trở về sau anh nghĩ là mình sẽ có cái động lực để mình vượt qua những cái khó khăn sau này hơn nữa. Và em hãy đồng ý làm mẹ của bé Bờ nha. Trời ơi, thiệt tôi ganh tị quá. Trời ơi, hay quá. Không hôn nhau rồi, trời ơi. Hay quá. Em cảm ơn chồng rất là nhiều, luôn luôn đồng hành với em trong những lúc khó khăn. Hai vợ chồng mình cùng tìm bé Bơi nhé. Rồi, tuyệt vời. Năm nào cũng được nhận lì xì đúng không? Đâu, bây giờ mình lớn rồi mình đâu được nhận lì xì nữa. Cho nên là lâu lâu mà mình nhận được mình rất là vui luôn á. Có không? Ví dụ như năm rồi, năm kia, năm kia có được nhận lì xì không nè? Dạ có. Tại nhìn, tại biết sao? Nhưng mà chồng con có lì xì cho con mỗi năm không? Dạ mới lì xì năm ngoái à. Vậy hả? Tức là mới lấy nhau năm ngoái hả? Hay sao? Dạ con mới lấy nhau hồi tháng 9. Như vậy là Tết được lì xì, nhưng mà lúc yêu có lì xì không? Dạ có. Có, diễn viên phải lấy lòng người đẹp mà. Chị biết sao mà em nói năm nào cô ấy cũng lì xì không? Tại vì nhìn cô bé giống như là một em bé vậy đó. Nhìn cái gương mặt rất là trẻ thơ. Đúng không? Nhìn rất là baby, cho nên là cái việc mà baby này được nhận lì xì từ các người lớn, từ những người bạn, đó là chuyện bình thường, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Bắt đầu câu chuyện nha. Không có gì trầm trọng lắm đâu. Đầu năm mới chúng ta phải nói những gì cho thật vui đúng không? Rồi bây giờ hai đứa kể cho chú nghe đi. Hai đứa quen nhau sao nè? Quên chú. Hai đứa giới thiệu tên mình chứ. Chưa giới thiệu. Chưa giới thiệu luôn. Trời ơi. Chú có quà một cái là cái chú bị rối luôn. Rối luôn chị, rối luôn. Rồi, mời hai bạn trẻ giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Trần Minh Trí. Năm nay con 26 tuổi và con đang làm kinh doanh về lĩnh vực vận tải. Vận tải? Dạ. Trí
Dạ. Con ở quận mấy Trí? Dạ con ở quận 9. Quận 9. Dạ. Rồi mời con. À, dạ con tên là Trần Ngọc Bảo Uyên. Năm nay con 24 tuổi. À, dạ con ở Gò Vấp, với lại công việc của con là content creator. À, dạ, content creator. Dạ. Là trên các nền tảng mạng xã hội. Dạ đúng rồi. Thí dụ. Dạ như Facebook nè, TikTok rồi YouTube. Ồ, TikTok dạ. Con được bao nhiêu người follow? Dạ mấy triệu? 500 mấy thôi ạ. À. Dạ. Rồi. À, rồi bây giờ chắc có lẽ là xem nè, xem TikTok cho nên là mến mộ cô này rồi là theo đuổi cô ấy đúng không? Gua cô ấy đúng không? Dạ không có. Là thực ra là con với vợ con gặp nhau cũng tình cờ lắm mấy chú. Là cách đây khoảng 2-3 năm trước thì là trong một buổi tiệc của một người bạn con thì là con mới gặp vợ con. Nhưng mà lúc đó gặp xong thì một đứa thì có người yêu, còn một đứa thì vẫn chưa có người yêu. Nghĩa là ở không đúng không? Dạ. Là con đó đúng không? Nhưng mà cũng không có ai để ý ai hết chú. Cái xong cái về cái sau bẵng đi một thời gian khoảng 2 năm sau là lúc đó con có mở một cái quán nhà hàng. Đó thì lúc đó là bạn con mới book ngay vợ con tới quảng cáo cho nhà hàng của con. Dạ. À vậy dạ. Đó hả? Hả? Tức là lúc đó là con đã làm dạ. Content rồi. Dạ. Và con tới để mà con review dạ. Cái nhà hàng của anh. Dạ. Dạ. Nhưng mà có nhận ra liền không? Dạ không, nhận ra. Con không có nhận ra. Nhưng mà cô hỏi nè, cái lúc đó là ảnh trả hậu hĩnh không? Dạ nói chung là tại vì cũng nói là người quen thì cũng không có hậu hĩnh lắm đâu cô, cũng không có đúng giá của con lắm đâu. Không hậu hĩnh lắm. Mà giờ cô hỏi thiệt nè, nhà hàng bán đồ ăn ngon không? Dạ cũng được, thì cũng tạm được. Tại vì con không có ấn tượng với ông này á. Sau này con quảng cáo xong rồi, cái bạn con mới nhắc là ủa không nhớ hả, hồi đó là có chung cái buổi đó không nhớ hả. Cái bạn con mới nhắc là cái ông mà chạy chiếc mô tô bự đó. À cái ông mà mới có nhớ. Cái xe đẹp đẹp á hả. Là con mới nhớ. Ủa nhưng mà cái lần đầu tiên các con gặp nhau đó là trong một cái dịp nào? Dạ một bữa tiệc ở nhà của một người bạn. Một bữa tiệc sao mà thấy chiếc mô tô? Dạ lúc đi về là đứng đợi về á chú. Kiểu mình lịch sự đợi ra lấy xe đi về chung nha. Nói nghe nè, cái lúc ông chạy mô tô về đó là ông chạy một mình ổng hay là có ai ngồi sao? Dạ con không để ý nữa, con chỉ nhìn chiếc xe mô tô là con thấy đẹp thôi. Em quên hả, bạn này nãy đã giới thiệu rồi. Có nghĩa là tụi con gặp nhau trong một bữa tiệc mà một đứa thì có người yêu, còn dạ. Đứa là ở không thì đó. Nó ở không đó. Ở không mà chạy mô tô đó. Đó. Bây giờ là ấn tượng là nhớ là ổng có chạy mô tô. Dạ. Thật ra là sao? Con nhớ cái mô tô thôi đúng dạ, không? Dạ đúng, con nhớ, con chỉ nhớ cái xe là... Tại vì thường á là cô mà thấy ai chạy mô tô cô hay nhìn cái mô tô rồi sau đó cô mới nhìn người. Tại vì cái mô tô nó bự quá. Mà những cái tiếng nó bự quá chị sợ lắm. Nhất là nó chạy vô hẻm á chị. Trời chị sợ lắm luôn. Nó nghe nè. Rồi bây giờ cái nhà hàng của ảnh còn không? Dạ đã bay sau lúc mà dịch chú. Con review sao mà nhà hàng nó bay luôn vậy? Không phải, con nhớ con review xong mà con thấy lần nào con lên cũng đông lắm. Mà lúc dịch là đúng rồi. Dịch phải gì, ổng dẹp luôn đúng dạ, không? Dạ đúng dịch rồi. Là nó giật hết em ơi. Trời, không còn luôn. Một cái gì mà có thể mà qua nó giật, được. Nó giật hai vợ chồng từ Sài Gòn mà ra Hà Nội sinh sống rồi làm ăn luôn. Tới giờ đó, cặp đôi mà trước dạ. Con nè. Dạ. Rồi nó nghe nè, rồi sau đó làm sao nhận ra được ổng rồi. Rồi con lúc con thấy cô gái TikToker này con có thấy cổ xinh không? Dạ cũng không á chú, là cái lúc mà con gặp lại rồi. Kệ lưới con kìa. Dạ. Lưới con kìa. Dạ tại vì lúc đó thì con mới mở quán là con bận phải tiếp khách nhiều, hầu như là tối nào con cũng phải lên tiếp khách để nhậu hết. Thì con cũng gặp bạn này thoáng mà thôi, thì con chỉ nhớ là bạn này cười đẹp thôi chứ cũng không có gì. Là con gặp là lúc bạn ấy đang làm việc hay là dạ, bạn ấy lúc đã làm việc xong rồi. Review cho quán con á. Ừ thì dạ. Là gặp thôi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì sau cái đó bao lâu thì con có cảm tình với bạn này để mà con chủ động con liên lạc? Tại vì phải tụi con phải có cảm tình nhau mới yêu nhau mới lấy nhau được chứ đúng không? Dạ, thì đúng. Cô chú muốn biết là cái đoạn nào, cái khúc nào mà hai đứa để ý nhau? Ờ chắc là gần tới đó cô, cái là bạn con thấy bạn có đăng một cái cáp buồn. Thì kiểu như con hồi đó con hay đi lướt, con thả icon dạo. Dạo đó phải không? Ừ. Nên là con vô tình nó thả icon thôi, cái bạn mới rep icon đúng con, rồi hai đứa mới nói chuyện với nhau. Thả icon gì vậy? Trái tim. Không, tự nhiên người ta đang buồn rồi, tự nhiên cái ha 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 ông nội ơi. Thả lộn không? Không chú ơi, nó có trường hợp là bị bấm lộn. Dạ không, cái tại con coi cái đó con thấy mắc cười thiệt. Là con thả rồi, nó nghe nè, khi mà con tự nhiên thấy thằng trai vô thả cái icon ha ha, mà cái chuyện buồn của mình nữa, con thấy sao? Dạ, cái đó con không phải là làm cái gì buồn hết á, con chỉ đăng một cái là 5 giờ sáng, ý là con muốn nói là 5 giờ thì mới bắt đầu đi ngủ. Đó, thì tự nhiên ổng vô ổng thả ha ha mà trong đó tất cả mọi người không có một ai thả ha ha con hết. Cái con kêu ha ha cái gì? Con thả ha.
ha ha cái gì. Cái ông kêu là có gì đâu, thì anh thấy vậy mắc cười anh ha ha thôi. Là cái hai đứa con cứ kiểu nói chuyện qua lại, nhưng mà với một cái tâm thế là dấm dẫn á đúng không, kiểu như là như hai đứa con trai vậy á cô. Nói chuyện mà cọc lắm. Chứ không phải giống như là một người con trai đang nói chuyện với một người con gái. Dạ. Nhưng mà lúc đó là tình trạng là con một mình hay là con vẫn dạ, đang quen? Dạ không, con lúc đó con một mình rồi. Lúc mà con quảng cáo cho bạn này là con cũng đã một mình rồi. Dạ. Rồi xong sao? Cô chú đang cần biết cái chỗ mà từ lúc nào mà tụi con cảm mến nhau? Là bạn đó mến con trước. Ủa? Cái bạn này hả? Dạ. Trời ơi, thiệt không? Sao con biết? Quyền. Sao con biết? Bạn mến con trước. Bạn nói thích con trước, nhưng mà cái lúc đó con bị sợ cái con... Khoan, xới anh nói vậy là sai rồi. Tự nhiên giờ con hỏi cô chú nha. Hai đứa nói chuyện thì con thấy là... thì nó ý là nói chuyện quá nhiều so với cái mức bạn bè bình thường. Tức là mấy ngày trôi qua đó phải không? Hay dạ đúng trong rồi. Cái buổi sáng đó thôi. Thì cái đó cũng gần dịp Tết, thì tính con á là con quý bạn bè hay gì là con sẽ mua hay mua quà tặng, tại vì cũng Tết nữa. Cái con mua tặng ổng cái nến thơm. Thì con chỉ tặng, tại vì con tặng nhiều người như vậy lắm chứ không phải là tặng nến thơm cho mình ổng đâu. Cái tự nhiên ổng nói con là ngộ nhận. Dạ đúng rồi, xong rồi tự nhiên cái con mới hỏi là ủa vậy anh có thích em hay không, sao tự nhiên hỏi vậy kỳ quá vậy. Ổng hỏi sao? Ổng hỏi sao? Thì hỏi là lúc đó anh nói là thôi đừng có thích anh nha gì á. Ôi. Thì cái vậy đó, cái con kêu là ủa mà sao tự nhiên hỏi như vậy. Thì con mới đặt câu hỏi ra là ủa mắc gì hỏi vậy ta. Rồi con suy nghĩ nếu mà con quen ông này thì sao. Nói chung con cũng mường tượng trong đầu á. Thì con mới hỏi là, con mới muốn hỏi là bây giờ nếu mà anh thích em thì bây giờ tụi mình tìm hiểu. Tại vì lúc đó con cũng sợ, có lúc con sợ mọi người, con sợ đàn ông lắm cô. Con cảm thấy không có tin được ai hết trơn á đó. Lại con thấy ông này rất là đàng hoàng. Thì con mới hỏi là còn nếu mà anh thích em không, thích thì mình tìm hiểu. Cái ổng mới kêu là dạ cảm lòng vậy hả. Lúc đó là ổng đang chở con trên xe là chở con đi một vòng Sài Gòn luôn. Xe mô tô. Dạ xe hơi. Đi một vòng Sài Gòn luôn. Cái con hỏi là từ lúc mà chở là ở Gò Vấp, chở về một vòng lại Gò Vấp lại, cái không sao trả lời con, vậy đó. Sao kỳ vậy, con giải thích cho cô tâm sinh lý của con lúc đó như thế nào mà dạ. Với một con bé nó dễ thương đúng như rồi, vậy thiệt mà nó hỏi mình như vậy mà con trả lời một cái câu không nô nô vậy hả? Đúng không? Dạ không là nô đúng không? Đúng rồi. Xem cười nô vậy. Nô thì chả em bất ngờ. Trời ơi. Em không? Trời chị đánh dần tiếng Anh ngộ ghê vậy á. Đúng không con? Không là nô đúng không? Đúng rồi, đúng, đúng. Dạ tại vì là lúc đó là một phần là tại vì bạn này kiểu như là có nhiều cái mà con kiểu là con không dám tiến tới cô kiểu là. Sao? Cái thứ nhất là bạn, con cũng biết là bạn này cũng nổi tiếng đi, cũng là trên mạng cũng có nhiều nhiều người ấy. Với cái thứ hai nữa là bạn đó có hình xăm một xíu. Dạ thì cái xăm đó ở đâu? Là xăm ở đâu? Xăm mở tay thôi chứ không có ấy. Nhưng mà kiểu cái nhà con thì hơi khó, nên là lúc đó con cũng hơi sợ. Con mới không dám ấy. Là con ngại vì cái những cái đó thôi đúng không? Dạ, con sợ là con, đúng rồi con sợ. Mà con lúc đó con lớn rồi mà sao con lại sợ những cái điều đó? Con mới... Ngại chứ mới sợ, dạ, là ngại. Đó. Rồi là không. Rồi khi mà con nghe cái không đó rồi cái cảm giác của con sao? Con nói thì con kêu không vậy thôi, đừng nói chuyện nữa đi. Để mất, tại vì tính con cũng thẳng, con kêu vậy thôi đừng nói chuyện nhiều nữa, tại vì tự nhiên nói vậy mất thời gian của nhau, ai cũng lớn hết trơn rồi. Nhưng mà con có hỏi tại sao anh lại trả lời không? Dạ không, tại người ta đã nói không rồi. Tự ái chứ đúng không? Dạ. Con chảnh lắm. Không thì thôi. Rồi sau đó nhà ai nấy ở? Dạ đúng, nhà con rồi, im sao? Lặng luôn. Thì tới lúc mà con im á thì ông này vô rep story con. Rồi con hay đăng mấy cái ads ở trên Insta hay gì đó là vô hỏi, tự nhiên hỏi đô bạn nhậu được mấy lon. Rồi mà hỏi coi như thẳng thắn trên. Dạ đúng rồi, là hỏi trên mạng gì đó, rồi hỏi ba cái nhậu nhẹt rồi cứ kiếm chuyện với con nói gì đó. Mà lúc đó con bơ tầm tháng 2 tháng gì đó. Rồi sao? Có nghĩa là tới mấy tháng luôn hả? Rồi cái ông bé này... bơ mấy tháng luôn. Dạ chắc cỡ 2 tháng rồi. Cái cú twist nào mà để cho cô ấy chịu gặp lại con? Dạ thì con kiểu là cái lúc mà bạn ngưng không nói chuyện với con nữa thì con kiểu là con mới cảm thấy là con có thích bạn này. Thiếu thốn dạ, đúng không? Thiếu thốn. Chẳng qua chỉ là từ trước tới giờ là con mấy cái lý do là con tự nghĩ ra để con ấy lại thôi. Chứ thực ra là con có thích bạn này. Tức là con phải tự ức chế bản thân. Dạ đúng rồi. Thực sự là trong cái tiềm thức của con là con đã mê bạn rồi. Dạ. Nhưng mà con cố tình tự ảo tưởng ảo giác mình là không, mình phải vững vàng đờ này kia nọ đúng không? Đúng dạ. Em. Đến khi mà con bị hụt hẫng con mới ngộ ra rằng trời ơi, tình yêu của mình đó dạ. Mới là tình yêu của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ con làm cách nào để mà con níu kéo lại? Thì con cũng nói chuyện lại với bạn thì cũng nhiều cũng mua Facebook đồ qua cho ăn cái thứ rồi xong rồi. Nhưng mà em có chịu gặp mặt không?
Dạ, mua đồ cũng là dạ con vẫn lấy đồ ăn bình thường à. kêu anh đưa đồ ăn cho em này, con vẫn xuống con lấy như nhưng bình thường. Mà thật ra là con cũng có cảm tình với ổng đúng không? Dạ thì đương nhiên là con cũng phải có cảm tình thì con mới cho cơ hội như rồi, vậy rồi trong cái khoảng thời gian đó nói thiệt đi, rồi có trai nào cua con nữa không? Dạ chắc cũng có à. À, cũng có sao được, nhỏ xinh à, vậy quá xinh với lại là nổi tiếng nữa đúng không? Dạ. Mà con có sợ cái điều đó không? Dạ có à. Sợ điều đó cho nên là con mới bắt đầu là con mới tấn công lần lần đúng không? Đó. Hả? Rồi sao nè? Rồi bao nhiêu lâu thì tụi con chính thức quay lại với nhau? Dạ thì lúc mà có một lần á là trước khi nói chung là cứ gửi đồ ăn qua cho con vậy, hoặc là đi làm cứ qua nhà con rồi đưa đồ ăn. Cái xong rồi có một hôm tự nhiên xỉn sai gì đó con không biết, tự nhiên cái nhắn anh nhớ em. Rồi sao? Cái con kêu ủa là sao? Tự nhiên cái giờ xỉn sai rồi anh chỉ đến bên vậy những ngày vui anh về nơi đâu vậy á? Dạ nơi đâu anh chỉ đến bên em lúc sai rồi đó cô, thì con mới ủa là sao tự nhiên say xỉn, tự nhiên nhắn cho tôi làm gì? Nhưng mà con không trả lời không, lúc dạ con nói vậy luôn, con hỏi vậy thật nhất đó. Dạ thì đó ổng mới nói giống y như chan cô vậy đó. Lúc ảnh thì sao? Sáng hôm đó đó hình như con nhớ là lúc con nhắn xong cái xíu sau là con thu hồi rồi con mới đúng rồi, tự nhiên thu hồi nhắn tin xong rồi thu hồi cô. Con cũng không biết sao nữa. Sao tâm lý con hỗn độn vậy? Hả? Tại vì lúc đó là con chưa, cái khúc đó là con đã biết là con thích bạn này rồi, nhưng mà con vẫn ngại những cái vấn đề kia nên là nó hơi bị lủng củng. Thôi bây giờ đó, mình đốt giai đoạn đi, hỏi thẳng dạ, luôn nè dạ. Đến khi nào hai bạn mới thật sự là yêu nhau và hai bạn thật sự là coi như là lộ luôn cái tình cảm cho tất cả mọi người? Dạ ổng rủ con đi nhậu, kêu thôi anh với em đi nhậu đi, cái đi ra nhậu cái xỉn cô xỉn quá trời, cái đi chở con về cái tới đầu hẻm cái kêu à, tới nhà cái kêu ê anh mắc vệ sinh quá cho anh đi ké vệ sinh được không? Cái tự nhiên cái con dắt lên phòng, cái con đi vô con đi vệ sinh, cái con ra thấy ổng nằm ngủ trên giường luôn cô, mà cái phòng con có cái sofa. Ủa con ở với ai? Dạ lúc đó là con ở ngoài, con ở nhà riêng à. Dạ kêu tự nhiên cái con lên nằm trên giường của con luôn à. Cái nằm ngủ luôn, cái xong rồi thì giờ con cũng lên con nằm vậy đó, xong con quay ủa ông này ông xỉn thiệt hả ta? Cái hồi đó con thấy quay qua hung con đó, con chỉ hung thôi luôn. Dạ thì con cũng thích mà. Mà ủa như vậy là con xỉn thiệt hay là con kiếm cớ thôi? Dạ con xỉn thiệt là... thiệt nhưng mà vẫn còn nhận biết đúng không? Dạ nhưng mà cái khúc mà con xin lên đi vệ sinh là con xin thiệt. Ừ cái xong con lên cái bạn dành cho bạn đi trước, cái con đợi bạn lâu cái con ngủ luôn dạ. Nhưng mà cái lúc mà con hung bạn là lúc đó con bớt xỉn chưa? Dạ chắc bớt rồi bớt rồi đúng không? Nên mình nhận thức được hết đúng không? Dạ rồi sáng hôm đó là sao? Dạ qua ngày hôm sau cái kiểu như là con cũng bị rối, tại vì trước giờ con chưa có biết kiểu tỏ tình như thế nào á, nên chắc là cái con chưa dám nói luôn. Cái xong cái con đang suy nghĩ thì bạn mới nhắn cho con, bạn nhắn như kiểu như là tại sao hôm qua anh hôn em vậy rồi anh lại im lặng. Nhưng mà thực sự là không phải là con im lặng mà là con chưa biết nói như thế nào. Dạ. Rồi như vậy tụi con yêu nhau trong bao lâu thì mới làm đám cưới? Bữa nãy con nói mà cô quên rồi. Dạ con cưới mà tháng 9 năm ngoái thôi. Tháng 9 năm ngoái. Vậy là là mới có 3 tháng à. Yêu nhau mới cưới hết nhưng mà yêu nhau được bao lâu? Dạ tụi con quen nhau được 1 năm là tụi con quyết định cưới luôn á. Trong quá trình 1 năm yêu nhau thì có giận hờn chia tay chia chân gì không? Dạ cũng có lý do chia tay. Có một lần là kiểu như là cái đợt đó là con đang bị Covid. Và bạn thì bạn bị Covid nên con ở nhà không có gặp nhau được đó, cô chú. Nên là thì con cũng ráng đợi tới ngày thứ 6 rồi là còn một ngày nữa là được gặp người yêu mình rồi chú. Đó con đang rất là vui luôn. Cái tự vô tình con lướt Facebook, cái con thấy một tấm hình tự nhiên cái mũi bạn này nó dài. Nó ngộ quá. Mà tại vì trước đó là bạn có nói con là xin con đi kiểu là đi tiêm mũi chỉ gì đó nhưng mà là con không có đồng ý, thì hai bên đã thống nhất với nhau là không có làm cái đó rồi. Mà bạn canh con bị cách ly, cái bạn đi bạn tiêm luôn, giống như có cơ hội. Con tiêm gì? Con tiêm nó giống như filler vậy, nó căng chỉ con thì cái tiêm đó... mặt chứ đâu phải tiêm mũi. Dạ căng chỉ lên mũi là mình không cần phải mổ hết, đúc cây chỉ lên là xong rồi. Là con tranh thủ làm hả? Rồi sao lúc đó kiểu lúc đó con bị sốc, kiểu con thấy tấm hình cái con bị sốc. Cái con mới nhắn tin cho bạn. Cái con hỏi là kiểu là bữa giờ em có làm cái gì em giấu anh không? Mà con không có nói cô. Cái không con mới gửi tấm hình qua ha. Là xong dính luôn. Cái bắt đầu mới nói em không có sữa, em chỉ là tim này nọ thôi. Rồi xong cái kiểu lúc đó thì con cũng chia tay. Con đòi chia tay? Dạ. Nhắn tin chia tay hả? Dạ. Chia tay chỉ gì? Tại con bị tại con nhìn cái mặt nó không có vô. Nó không chia có vô. Em đi tìm người ta. Dạ. Vậy là chia tay trong bao lâu?
vợ dắt chia tay được ngày. Dạ tại vì qua làm quê. Qua ngày hôm sau là con hết cách ly rồi. Thì cái bạn mới kêu con qua để nói chuyện. Ủa mà chia tay sao còn kêu tao qua nói chuyện? Dạ không, thì chồng con chia tay con nhưng mà con không có cam tâm tự nói nhiên. Nói cho rõ ràng cho dạ, không? Tự nhiên con làm cái đó thì con đẹp hơn thôi. Với lại một phần nó cũng không có phải là quá. Với lại cô biết cái mũi chỉ á, nó đâu có giữ hoài đâu. Nó tầm hả nửa năm, năm là hết trơn rồi. Mà tự nhiên cái chia tay vậy là sao con không tâm tâm con kêu không qua. Con muốn kêu qua để coi là thật sự ở ngoài nó không có phải cao vuốt lên như vậy. Mà qua thấy vợ thì sao? Thấy nhan sắc vợ sao? Nó vẫn cao thiệt, con không chấp nhận được. Nhưng mà kiểu như bạn cũng nói chuyện thì cũng khóc lóc cái lát cái con xìu cũng nên thôi luôn. Thôi quê luôn. Tại bạn kêu là thời gian nữa nó tan ra là bình thường. Nhưng mà giờ con hỏi thiệt con nè, giờ con nhìn mũi vợ con đẹp không? Dạ cái này nó tan nó rồi. Nó tan hết rồi đó con. Thì đó, nhưng mà rõ ràng đẹp thì cái gì mới mà nó cũng phải có phải có thời gian để nó ấy lại chứ đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đẹp mũi con sao? Lúc dạ không, mũi con là như vậy nè. Nhưng mà là con thấy mấy bạn ở trên mạng kiểu mũi chung, cái mấy bạn Trung Quốc á, kiểu cái mũi cao lên mà nó bay vậy nè. Mà ba mẹ con thì là cấm không có cho con được đụng tới cái gì cái mặt hết. Mà thì con kiểu con lì á, con lén thì con chỉ muốn làm cho nó cao hơn một xíu vậy nè cô. Chẳng những ba mẹ cấm, bạn trai cũng cấm mà vẫn liền đi làm. Dạ thì nên nó đòi chia tay là đúng. Tại vợ con bị một cái là không phải là vợ con làm gì vợ con xấu, mà là vợ con nhìn người ta nên là vợ con muốn làm theo vậy đó chứ không có cần cái đó cô. Nhưng mà cũng nhờ khóc cho nên là thôi cho cơ hội lại đúng không? Không, nhưng mà rõ ràng là đẹp mà. Em nhìn đi, đẹp rõ ràng luôn. Không, giờ tan rồi mới đẹp đó. Cái mũi rất là đẹp mà tự nhiên nữa. Kiểu chồng con không có thích đụng chạm gì lên mà. Hôm bữa có một lần con có một cái chớp đi quảng cáo cho cái chỗ phẫu thuật thẩm mỹ là tiêm filler miệng. Cái lúc đầu con nói chồng con là em mới được bút định hình môi. Con đâu dám nói tiêm đâu, định hình môi thôi. Cái vừa tới cái ổng thấy bác sĩ cầm cái tiêm lên, cái ổng quay qua ổng hỏi bác sĩ là ủa rồi tiêm cái này là tiêm tan liền được không bác sĩ? Quay ra hỏi bác sĩ vậy luôn, cái bác sĩ kêu em yên tâm đi, tiêm cái này không có khác lắm đâu nha, thì mới chịu. Chứ đòi là con là quảng cáo xong là tiêm tan liền cái miệng con luôn. Tức là thích vợ để đẹp tự nhiên. Dạ con thích cái bình thường. Tự nhiên đẹp quá trời quá đất luôn mà. Dạ. Đúng không? Nhưng mà sau đó là bắt đầu là bao lâu thì là cầu hôn với cô ấy? Dạ. À bây giờ chú hỏi nè, có lãng mạn không? Có tỏ tình, có làm có điều bất ngờ trong cái ngày mà cầu hôn không? Dạ chồng con thì không có gì lãng mạn hết. Nhưng mà tại vì con nói với chồng con á là thôi bây giờ em thích anh làm cái gì thì anh làm cái đó nha. Lẽ bây giờ con muốn là sinh nhật con anh làm gì vậy nè, là anh sẽ làm theo thì dạ, thôi con thấy vậy thôi cũng được. Thì cái hôm mà hỏi cưới con thì sao? Có lãng mạn dạ, không? Dạ cái lúc đó là Tết cô, hai đứa gọi điện. Cái tự nhiên cũng tâm sự rồi nói chuyện tới 1-2 giờ sáng á. Cái kiểu thôi anh thấy anh với em vậy cũng được rồi đó, thôi mình cưới đi. Nói qua điện thoại hả? Dạ. Tới giờ cũng là lãng mạn quá ha. Kiểu là cái chuyện cưới hỏi của tôi ông bạn nó lẹ lắm cô. Kiểu là hỏi hai đứa hỏi ý nhau cái xong hai đứa ok cái qua bữa sau con kêu ba mẹ con qua để bỏ rượu luôn. Mà cái lúc bỏ rượu rồi xong hết rồi cô, cái tới gần ngày đám hỏi rồi cái tự nhiên cái chị mới hỏi con là ủa anh vậy là mình cưới thiệt hả anh? Cái con tưởng ủa gì vậy em sao vậy? Giỡn vô tư dạ. Mà mới tháng 9 đây là mới có mấy tháng hả? Dạ mới 3 tháng. 12 mới có 3 tháng. Dạ, 3 tháng. Con đám hỏi là hồi lúc tháng tháng 5. Thì 4 tháng sau là đám cưới đó. Dạ. Đó. Trời con hỏi không nữa, ủa anh vậy là mình cưới thiệt hả? Dạ. Tại con không nghĩ là lẹ vậy, con nghĩ là ví dụ qua hỏi thì cũng phải năm nữa hay gì mới thiệt sự là cưới. Nhưng mà con nghĩ là nhà của chồng con là làm nhanh làm liền vậy luôn. Là mới hôm nay cái qua hôm sau là có giấy tờ, có ngày định hết trơn rồi. Còn bên gia đình con thì sao? Dạ thì có khoái ảnh không? Dạ thì ba mẹ con gặp thì khoái lắm. Tại vì kêu mặt chồng con phúc hậu. Rồi kêu là nhìn tao nhìn á, tao thấy là nó thương mẹ, nó thương mày lắm. Nó thương mày lắm đó. Mày tướng giàu nữa con ơi, nó giàu lắm. Cái lỗ mũi của nó kìa. Trời đất ơi, nó giàu lắm, lỗ tai lỗ mũi gì đều hiển thị lên cái sự giàu có. Cái là chị nhìn cái trán tráng đó kìa. Thôi con gặp đúng cái tùng cái bách rồi đó. Rồi. Con mãn nguyện rồi. Rồi bây giờ nè, tới cái phần không, kia đi chị ơi. Đám cưới xong vui không? Dạ vui. Vui đúng không? Dạ, hai vui. Đứa mới có 3 tháng thôi. Dạ. Vậy là vẫn còn giếm được cái tật xấu của mình không, hay là cũng lòi đã hết. Dạ, lòi. Cũng đã hơi dạ, lòi hết. Lòi hết luôn. Bây giờ đứa nào kể? Giờ ai kể trước đây? Kể trước đó. Chồng của con là con nhìn rất là điềm đạm với lại hiền đúng không? Nhưng mà lúc mà cưới về xong rồi con mới phát hiện lòi ra cái thói sân si. Tự nhiên, sân si hả? Dạ. Tự nhiên cái tụi con đang chạy xe ngoài đường vậy nè. Cái tự nhiên có một cái bạn kia thì mang một cái ba lô, thì bạn có in hình người yêu của bạn lên cái ba lô đó. Cái tự nhiên chồng con quay qua kêu: "Ê em, kiểu thương nhau quá trời em ha."
cái tự nhiên cứ nói con, con vậy em người ta kìa, trời thương nhau quá trời, mà ý là nó là thương quá ha, để hình lên mà cái kiểu hình dạ đúng rồi, cái mặt sân si mà ra dẻ đó, cái mặt rất là sân si dạ đúng rồi, con biết sao chồng con lúc mà cưới xong mới lòi ra cái đó nữa. Ừ, nghĩa là bà rất quên ổng rất sân si đúng không ạ? À, tiếp tục. Sao ta, con thấy chồng con có lượm thượm không? Dạ có, là lượm thượm lắm, là chắc là quen con xong mà con mua đồ cho mặc là rồi con chỉ là mới làm, còn chồng là không có biết ăn mặc rồi mập gì đó mà cũng hay bận mấy cái đồ body rồi lòi mấy cái bụng. Dạ đúng rồi, hay thích như vậy đó, con biết style gì nữa, không có mặc body giống. Cho nên là lúc mà cứ xong mà con bắt là phải gọn gàng tươm tất lên, rồi lỡ dù mình đi ra đường hay gì đó thì đó thì chắc vậy thôi quá, chắc từ xấu quá vậy thôi. Có vậy thôi hả? Chắc chồng con kể thì hồi con nhớ ra rồi con mới nói biết. Ví dụ con á bây giờ vẫn là một hot tiktoker, một người nổi tiếng trên mạng đúng không, vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều fan hâm mộ, trong đó là fan nam chắc chắn là nhiều hơn. Không có ghen không? Dạ hình như là không, tại mấy fan nam mấy con không có thấy comment. Đây thường cái nào con thấy của mình là con trả lời thay vợ con hết rồi. À, vậy là có đó. Không có ghen đó chị. Đọc tên cái comment trả lời giùm thôi chứ không có ghen. Mà thường trả con trả lời sao? Chắc cọc lóc lắm đúng không? Hoặc là xóa luôn á. Sân si, trả lời một cách sân si cô chú. Hôm bữa có ai nói gì đụng chạm với là chị ơi, trả lời một cách rất là sân si, một cách rất là khó chịu người ta. Mà con thôi kệ, anh muốn trả lời vậy. Ví dụ như là fan nam đi. Trời ơi chị ơi, hoặc là bé ơi bé đẹp quá. Thì ổng vô ổng sẽ comment lại thay mặt chồng em cảm ơn anh. Dạ bình thường là trả lời cũng nhẹ rồi, ví dụ tụi con đi ở ngoài á cô, thì cô cũng biết là trong mình đi làm thì nam nữ thì gặp nhau thì cũng không có phải là giữ khoảng cách lắm giống như những người ở ngoài, thì cũng kiểu thân thân vậy. Mà ví dụ chồng con mà thấy chồng con bắt đầu lại ôm rồi bắt đầu hung con là con biết rồi, là con biết là chắc ổng dòm thấy một cái gì đó rồi, cho nên ổng lại ổng sát chứng tỏ rồi. Dạ đúng rồi, biết là qua đã có chủ rồi nha, biết rồi đó bà già. Rồi bây giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì nè? Dạ chắc con bây giờ thì con chỉ mong là sau này con có em bé hay là cái gì đó thì ông xã cứ như bây giờ là được. Tại vì con thấy là bây giờ là chồng con đã làm tất cả mọi thứ theo ý con, giống như là con không thích chồng con làm gì là con nói, là con thấy cái sự thay đổi luôn chứ không phải là rồi thôi. Ở chồng con là con thấy có một cái sự thay đổi rất là rõ rệt luôn, là con muốn cái gì là rất là chiều. Cho nên con thấy là thôi có con thì cứ giữ vậy thôi là thấy được rồi, viên mãn hạnh phúc. Dạ đúng luôn. Rồi giờ là con đủ rồi ha. Dạ. Lắng nghe vợ và thay đổi đúng không, và thay đổi tốt. Dạ rồi bây giờ tới con đó. Dạ còn về vợ con thì từ lúc cưới về thì nhiều lắm chú, kiểu là vợ con có nhiều cái bệnh bà ngộ lắm, mà trước giờ con không có thấy, kiểu như là vợ con bị một cái là hay quên, nhưng mà là như là mình nhớ đúng vậy đó. Là con ví dụ một chuyện đơn giản đó, là ví dụ vợ con kêu con lấy cái này đi, mà con vừa lấy cái này con để ở đây xong cái bà đi đâu một vòng, con quay lại ủa sao anh lại lấy cái đó để ở đây, cái con kêu em mới kêu anh làm như vậy luôn, mà không có em đâu có kêu anh làm vậy, nào giờ em đâu có kêu vậy bây giờ đó, là kiểu vậy luôn không? Hay quên mà luôn tỏ ra mình là nhớ đúng vợ, tưởng như là bệnh nặng hay quên, tưởng như mình là người nhớ đúng luôn nhớ hoặc là nhớ đúng chết cha. Này hơi bị khó đó con, nó như vậy là như là nó trong gọi là bệnh lý rồi. Bệnh lý rồi. Có nhiều cái mà nhiều khi con muốn đặt camera trong nhà luôn không? Là kiểu như là để cái đó mà mình quay lại, tại không quay lại nói không có được. Con nên đặt camera ở phòng bếp là một nè, phòng khách là hai nè, đó là sẽ lòi ra cái mà cái gì người cần quên phải nhớ, người cần nhớ phải quên gì đó đại khái là. Mà con phải ghi âm nữa nghe, có nghĩa là phải có cái micro nữa. Đó, để mình mở lại là mình thấy hết trơn á. Rồi sao nữa nè? Với có một cái là tính vợ con là hay bị cọc. Mà cọc nhiều cái kiểu là kỳ theo cảm tính đúng không? Mà mỗi lần cọc lên á thì vợ sẽ kiểu là ăn nói nó hơi bị cọc lóc xíu. Kiểu như là giống như một sự việc như vậy là bữa sáng đó con dậy sớm đi. Cái con mới đi ăn sáng. Ăn sáng con mới mua đồ ăn sáng cho vợ con. Đó là con biết bà thích ăn bánh canh. Thì con chỉ biết mua bánh canh thôi, tại bà này mua sai ý bà là bà sẽ nói mình là con biết vậy, con trừ hai con mua bánh canh luôn. Cái xong cái con về, cái con phơi đồ luôn. Cái xong con mới lát nữa bà dậy. Cái con biết bà em xuống đi ăn bánh canh đi, anh mua bánh canh cho em kìa. Cái bà kêu là ủa bà em mới ăn bánh canh rồi giờ anh mua bánh canh gì nữa. Sao anh kỳ quá vậy trời, có vậy cũng biết nữa. Mà trong khi đó là sáng là mình đã dậy sớm, mình để cho bà ngủ rồi, mình làm hết tất cả mọi thứ luôn. Đó cái xong cái vậy là cọc lên như vậy đó. Mà con không nhớ hôm qua nó mới ăn bánh canh hả? Dạ không,
tại vì là hôm qua là mẹ chồng mua cho con ăn. Dạ đúng rồi, con nhớ. Vậy làm sao con nhớ rồi, đúng rồi. Thì con đâu có, thì con đang ngủ tự nhiên cái em dạng bánh canh đi, cái con đang ngủ nữa. Vậy bánh canh hôm qua người ta mới ăn rồi mà hôm nay còn bắt ăn bánh canh nữa, sao người ta chịu nổi. Đó là con cọc luôn. Mà hai chồng là đang ở chung với ba mẹ chồng. Dạ. À. Dạ. Rồi con có sợ làm dâu không? Dạ đó là cái là con sợ á, tại vì thật sự là ở nhà con ba mẹ cũng cưng chiều con á, là lúc mà con ra ở riêng á thì cũng có người, con cũng có muốn cái cô á cổ giúp việc cho con á, rồi hoặc là con chỉ biết làm những việc cơ bản thôi, con không có khéo, con cũng không giỏi gì hết, thì con sợ. Với lại là bên đây là ở với ba mẹ chồng, ở với ông bà nội luôn. Dạ là nhiều thế hệ ở trong một cái căn nhà á. Ba thế hệ đó. Dạ con sợ lắm, nhưng mà lúc mà con qua thì con thấy là mọi người dễ dễ ẹt à. Lúc con bây giờ con về luôn là tới giờ luôn là mẹ chồng dở nấu cơm, mẹ con dậy con ăn thôi, nhiệm vụ của con đó là... sáng mẹ chồng mua cho bánh canh là biết rồi đó. Mẹ con dậy con rửa chén rồi, nói chung là bà ông bà nội cũng rất là dễ luôn. Dạ cho nên là con mới đỡ áp lực, chứ lúc đầu về là con sợ lắm, con còn cắm nồi cơm bị sống cơm nữa. Dạ cái con... gì nồi cơm điện mà con cắm sống được là con hay lắm á. Dạ chứ còn nồi cơm điện á mà ít khi nào nấu sống được con... lắm em. Chắc quên bấm đó chị. Con không biết sao nữa, ý là bình thường con vẫn nấu cơm được, mà hôm đó là chắc giờ mẹ chồng con mới biết á, là tụi con đi chơi tới sáng mới về, hai vợ chồng đi chơi tới sáng mới về. Cái xong rồi con mới thôi mình đi chơi tới sáng vậy rồi thấy tội lỗi quá, thôi để vợ vô, vợ rửa chén cái rồi vợ cắm cơm. Cái con cắm cơm xong rồi lên rồi ngủ tới trưa. Cái lúc con đi xuống là mẹ chồng con tưởng là con mới đi làm về, mẹ chồng con mới lại nói còn con hôm mấy mốt con bận á thì con có để đi mẹ nấu cho, chứ con cắm nồi cơm sống vậy là tới 2-3 giờ 3 mới có ăn cơm ăn. Vậy có nghĩa là quên bấm ha, cắm. Dạ. Có thể là cái nồi cơm đó nó nhiều chức năng á, lộn nút á nên là nó sống. Rồi bây giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Mẹ con á mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con thì con chỉ mong vợ con là lúc nóng giận thì vợ con nên kiểu như là kiềm chế cái lời nói mình lại, kiềm chế lại, đừng có nói những cái gì kiểu nặng nề quá thì làm nhau bị buồn thôi, bị tổn thương đúng không? Bị tổn thương. Thực ra cô thấy gì nè, bây giờ hiện giờ tụi con đang thực sự nha, không phải con đâu mà bất cứ ai cũng vậy, nếu mà sống trong một gia đình ba thế hệ là sẽ phải khéo lắm á. Dạ. Phải khéo léo lắm á, chứ không có, mình không có sống theo kiểu mà bản năng của mình được đâu. Dạ. Phải nhìn trước nhìn sau, nhìn qua nhìn lại, nhìn trên nhìn dưới. Chứ mình không có, mình không có sống như là chỉ có hai đứa được. Dạ. Đúng không? Dạ. Thành ra là tạm thời á thì là những cái gì mà hai vợ chồng mà đó, như là con có nóng nảy hay là này kia nọ đó thì ở trong phòng, hai vợ chồng riêng ở trong phòng thôi. Dạ. Và có giận nhau mấy đi chăng nữa cũng phải là điều chỉnh volume vừa đủ nghe cho hai vợ chồng thôi. Dạ. Tại vì sao biết không, thường á tâm lý của những ông bố bà mẹ là nếu hai đứa tụi con mà hạnh phúc đó là ông bố mẹ vui lắm. Dạ. Vui và hạnh phúc lắm luôn, rồi cái hạnh phúc của bố mẹ sẽ lan tỏa đến ông bà nội luôn đúng không? Dạ. Nhưng mà tụi con mà gây lộn nhau nhiều là bố mẹ buồn á, rồi sợ hãi á, thì sợ hãi cái chuyện. Dạ. Hạnh phúc của tụi con đó. Dạ. Thành ra là phải khéo cái chuyện đó nghe không? Dạ. Rồi còn nữa, mặc dù bây giờ là mẹ nấu cơm cho con. Dạ. Nhưng mà mình cũng phải từ từ mình học. Dạ. Bắt buộc phải từ từ học, tại sau này mình còn phải lo cho con mình nữa, đúng không? Dạ. Thì mình cố gắng trong thời gian mình còn chưa có em bé đó thì mình học đi, học trên mạng cũng được, học mẹ cũng được. Những cái lúc mà mẹ nấu á. Dạ. Mình vừa học có lợi cho riêng bản thân mình. Dạ. Mà mình lại vừa một công đôi chuyện. Ừ. Lấy điểm với mẹ nữa. Dạ. Đúng không? Ừ. Làm chung với mẹ là mẹ sung sướng, mẹ hạnh phúc. Dạ, ok. Dạ đúng rồi, bình thường con mà xuống phụ mẹ á, cái mẹ kêu là con phụ mẹ không được, không phải con ngồi con nói chuyện với mẹ không vậy á, mẹ cũng chịu nữa. Mẹ có nói mẹ vậy lắm á. Dạ. Con cứ lụm rau lụm dưa này kia nọ rồi xong nghĩ nghĩ coi mẹ nấu cái định lượng của mẹ như thế nào. Dạ. Này kia nọ mình học được cho riêng bản thân. Dạ. Mình nha. Nấu một bữa ăn bất ngờ tặng mẹ. Đúng rồi. Dạ. Còn bây giờ hai đứa cứ chơi thoải mái đi. Dạ. Còn trẻ quá. Đúng rồi. Mới lấy nhau được có 3 tháng. Nghe. Chơi đi. Rồi tận hưởng cuộc sống này nghe. Rồi xin cảm ơn hai vợ chồng ha.